just have to try harder than you fight. You might be lost like sunshine in the night. You know what they say, life's about to end. If you wanna be someone, you don't have to wait. Sao bạn và đây mình sẽ chơi chú bò cánh bạc click 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 nắc theo cầu nha em. Thực sự thì hiện tại rất nhiều anh em yêu thích sử dụng click nắc để vào rank, và chính vậy mình sẽ làm video clip để tiếp xúc cho các bạn chơi click nắc tốt hơn, trang bị và bảng ngọc và phong cách nó là bá đạo hơn nha. Rồi, đây là vị tướng gank đầu game rất mạnh, mà khi các bạn đã gank là phải có mạng nha. Bởi vì con này nó sốc đam một cái cách nó quá là nhanh chóng đi. Cái khả năng sốc đam nó quá mạnh khi các bạn dùng chiêu cuối, rồi dí chiêu một mục tiêu, rồi vô chiêu cuối xuống đánh thường, rồi tiếp tục dùng chiêu 2 rồi đánh thường là lên bảng đếm số luôn. Một combo lên bảng đếm số nó quá nhanh, mặc dù các bạn không cần lên đầu full đam. Nên một hoặc hai đối thủ sẽ giúp click nắc chơi dễ dàng hơn và đeo đánh tốt hơn nha. Ok, và phía dưới là đang tranh nhau rồng, tất nhiên là mình sẽ đến thôi. Mục tiêu của mình là chắc chắn là xạ thủ tìm bạn và lên bảng đánh số anh em ơi. Cứ ganh là có mạng. Đấy, rất là mạnh nha. Ok, đã. Về đi anh em ơi. Không ăn rồng được rồi, bởi vì team mình đang yếu máu. Và team bạn thì có ignite ở đó, mình ăn bùa xanh rồi ra hỗ trợ team sau. Khi các bạn chơi click nắc thì cố gắng một điều chính là phải ăn mục tiêu lớn thật sớm. Đấy, tất nhiên phải tiêu diệt tướng địch đã. Bởi vì tướng địch nó xung quanh phá là chúng ta không thể ăn rồng được. Mà con click nắc này đã vô chúng ai thì thôi rồi, không để chạy được anh em ơi. Nó rất là mạnh đi. Ok, rồi các bạn nào chưa rõ combo click nắc thì các bạn dùng một cách đơn giản như sau. Kích hoạt chiêu cuối và trạng thái bay. Và khi các bạn chọn vào trạng bay rồi các bạn dí chiêu 1 rồi mục tiêu. Đấy, sau đó kích hoạt chiêu cuối để nó tấn công vào mục tiêu. Sau kích hoạt chiêu cuối còn tấn công mục tiêu, các bạn sẽ đánh thương. Bởi vì sau khi các bạn dùng kỹ năng xong và đánh thương được cộng thêm sát thương một lý mà. Các bạn nhớ nha. Rồi, và sau khi làm việc đó xong thì các bạn tất nhiên là đánh thương tướng địch rồi, bởi vì chưa hồi kỹ năng. Tướng địch mà chạy bỏ xa thì các bạn dùng chiêu 2 để truy sát. Và rồi cố gắng phải dùng chiêu 2 trúng mục tiêu. Với khi các bạn dùng chiêu 2 trúng mục tiêu, thứ nhất là các bạn sẽ gây sát thương một lý tướng địch này. Thứ hai các bạn được hồi máu nha. Đó là điểm lưu ý khi chúng ta dùng combo click nắc. Rồi, kìa. Sao ai đi? Thì có long kiếm mà không đánh bạn ơi. Mình bảo rồi, đã ganh là phải có mạng. Click nắc đầu game rất khỏe, giữa game cũng rất là khỏe, nhưng mà late game thì do máu mỏng thành ra là anh em sẽ khó đánh hơn. Thì trong video clip này mình sẽ trình bày các bạn một số kinh nghiệm khi đánh click nắc của phần late game. Đấy, con này thì chúng ta là băng trụ khá là khó. Bởi vì khi các bạn băng trụ có thể tiêu diệt được mục tiêu, nhưng mà các bạn sẽ lên bảng số ngay lập tức, bởi vì các bạn dùng các kỹ năng này nào vào rồi hết rồi. Đấy, không còn cái để bay ra. Không giống như kiểu là cross thì kiểu gì chúng ta có thể bay ra được. Click nắc bay vào rồi thì khó bay ra. Nên combo chúng ta dùng ở cái mức như sau thôi. Nếu mà tướng địch ở trong trụ thì các bạn dùng chiêu cuối này, xong dùng chiêu kích vào chiêu 1 tướng địch này, xong tiếp tục ấn chiêu cuối, rồi dùng chiêu 2 bay ngược về. Đấy là combo chúng ta dùng 2 chiêu để tấn công và 1 chiêu để rút lui an toàn. Ok, đó là cách đánh click nắc của mình. Còn trang bị các bạn theo dõi bên dưới nha. Thực ra thì có 2 kiểu trang bị, một kiểu trang bị là theo kiểu đấu sĩ, hai là các kiểu trang bị chúng ta đánh theo phong cách sát thủ luôn là full dam. Đánh full dam thì rất là khó, cần các bạn có kỹ năng đánh cái tên ác rất là tốt. Còn đánh theo kiểu như mình thì các bạn, tất cả mọi người đều đánh đều rất ok. Mà đầu game là các bạn đã rất là mạnh rồi, và late game thì dam của các bạn vẫn rất mạnh, mặc dù có hai đối thủ như thế này. Ok, ăn rồng luôn này. Cứ đang là vị tướng ăn rồng rất nhanh nha anh em ơi. Và kể cả khi các bạn tiêu diệt được con tà thần Sisa hay tiêu diệt con rồng bạo chúa rồi, sao các bạn sẽ ăn con tà thần Sisa và ăn tà thần ăn đồng bạo chúa thì cái lượng đam của các bạn gây bằng chiêu 1 xong đánh thường là vẫn là 1200, nó không bị giảm đi đâu anh em ơi. Vì đam mà nó lớn hơn 1200 bị giảm 50% thì nó vẫn là 1200.
đấy, các bạn vẫn ăn được mục tiêu lớn mặc dù mình giảm 30% sát thương. Ok, và cái thanh niên này thì nên đĩa hết thôi. Quá nhanh, quá mạnh và tương địch không kịp làm gì, khả năng sốc đam của kính nhắc quá lớn đi. Và khi đánh kích nát thì các bạn cố gắng là giúp đồng đội tiêu diệt tướng địch và ép trụ sớm nha, giành chiến thắng sớm, nói chung là kết thúc trận đấu sớm. Ơi kìa, nói xong thì bạn đầu hàng mất rồi.
JC and Mr. Yee. Dom and see if fun. Mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được cầu vai tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi.
Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSports, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.